À vâng, shop Tuấn xin gửi lời chào tất cả anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nha. Chào anh em, chào các bạn, chào các bác. Hôm nay lại lên cho anh em một cây quân đô. À quên, okay, xin lỗi anh em. Đấy nhầm. Đấy hôm nay có người đẹp mà ngồi ở ngồi ở bên cạnh súng đâm ra là em lại còn bị giới thiệu nhầm các bác ạ. À. Đấy, hôm nay lại lên cho anh em lòng cây fx anh em nhá đấy fx cấu hình tầm cao đấy cây fx này thì em vừa giáp cho chị một chị đây tên là ngọc chị ở thanh hóa ấy, anh em nhá đấy chị ấy là vì quá là đam mê luôn và thích đi săn luôn đấy thì là chị ấy lên tận lơi chỗ em luôn đấy lên tận chỗ lơi lơi chỗ em ở và để thẩm luôn cây fx của chị ấy nhá chị anh em nhá đấy em xin phép là không quay tận mặt chế em chỉ quay nghiêng này thôi đấy anh em nhìn thấy không anh em nhìn thấy không? súng ngon hay là người ngon đối với em là cả hai đều ngon anh em ạ Đấy, rất chi là ok đúng không anh em? Đấy thì để không để anh em chờ lâu luôn, vào luôn. Đó. <laughs> vào luôn cái cấu hình luôn anh em nhá. Chứ bây giờ nói thật với các bác là em vừa nói mà nước dãi vừa chảy các bác ạ. <laughs> vừa nói các vừa nước dãi vừa chảy các bác ạ. Đấy, xin lỗi chị khách nhá. Đấy. Thì uh, giới thiệu anh em cây FX mà chị Ngọc đang cầm kia là cây FX cấu hình tầm cao nhá anh em nhá. Đấy thì cái cấu hình của nó gồm những cái gì và những chi tiết như thế nào thì giới thiệu anh em đầu tiên nó là một cái kính nhá anh em nhá đấy kính đa đấy kính beta tmd tâm số anh em nhá đấy kính đa tmd tâm số đấy tâm khắc kính tâm hai dây số chống rung chống giật chống nhảy tâm cho anh em anh em nhá đấy con này thì là bao chống nhảy tâm cho anh em luôn đấy rất chi là châu bò đấy hàng đa này thì đã được anh rất nhiều anh em đam mê là thông dụng là sử dụng cái này rồi đấy phản hồi rất tốt về cái kính đa này anh em nhá đấy Bán là bán gấp rút anh em nhé Bán lỗ tổ ong gấp rút Đấy anh em có thể là rút ra Anh em có thể là gấp vào được anh em nhé Đấy combo quy đại bàng anh em nhé Đấy combo quy đại bàng có chốt an toàn Đấy rất chi là đảm bảo cho anh em chơi luôn Đấy anh em đam mê chơi Nhưng mà cần những cái gì nó cũng còn phải là sự an toàn là trên hết anh em nhé Đấy nó có chốt an toàn Nên anh em rất chi là ok và yên tâm về sự an toàn của nó anh em nhé Đấy à, van là van der gem anh em nhé Van der gem Van der gem của Huben À, bản công ty anh em nhé đấy bình là bình carbon đấy bình carbon không bốn mươi hai đấy à, bình này thì sức chứa của nó tôi khoảng khoảng ba trăm cân quay về anh em nhé anh em cứ bơm khoảng 300 cân quay về cho em đấy bình carbon đấy nó là huyền thoại rồi anh em nhé vừa đẹp vừa nhẹ đấy mà mẫu mã rất chi là ok đấy anh em nhé đấy có cả bình không năm không ba nữa anh em thích bình nào em sẽ lắp cho anh em, anh em ở bình đó anh em nhé giảm âm là giảm âm đầu báo anh em nhé đấy giảm âm hai khúc đầu báo sáu vạch nhôm đấy loại giảm âm này thì triệt âm rất gì là tốt bao êm cho anh em luôn đấy anh em nhé đấy lòng là lòng lô tha wi thơ tem vàng chơi kẹo 6.35 anh em nhé đấy anh khách này à, chị ngọc chị ngọc là yêu cầu là ở nhà chị ấy, rất nhiều là thú to đấy chị mang về là bắn gà bắn mèo bắn trồn bắn tiếc gì nhiều lắm đấy nói chung là chị lên chị bảo là cứ cho chị loại đạn nào to nhất thì em đã lắp cho chị là cái lòng là sáu ba đấy ngày hôm nay là buổi sáng sớm là đấy chị đã bắt xe lên trên chỗ em rồi đấy rất chi là cảm ơn chị ngọc đã tin tưởng bên shop đấy lên thì là cũng đưa chị ngọc đi test thực tế luôn cho chị cầm bem luôn đấy anh em ạ à. đấy rất chi là ok đúng không anh em đấy phải shop phải uy tín như nào thì là chị mới tin tưởng mà lên tận đây đúng không thật ra là phải nói là đúng là chị là, là con gái thật nhưng mà chị rất chi là đam mê súng ống đấy. đấy rất chi là đam mê củi rất chi là đam mê bem luôn đấy còn không biết là còn đam mê những cái gì nữa thì em chưa tìm hiểu đấy rồi, thì để mua hàng anh em cứ điện trực tiếp vào số điện thoại em để trên biển kia anh em nhé, đấy 0869329312 sáu số điện thoại em có liên kết với cả Zalo, anh em uh, kết bạn Zalo em sẽ gửi hình ảnh báo giá chi tiết cho anh em luôn. Nếu anh em muốn em gửi hình ảnh của chị Ngọc, em cũng sẽ gửi hình ảnh của chị Ngọc cho anh em xem luôn, nha anh em nhé. Đấy, bên em là gửi xe luôn nguyên cả cây anh em nhé, đấy, nát nữa thì nó chị Ngọc sẽ mang luôn cả cây này về luôn, đấy, về Thanh Hóa cùng uh, với cả chị luôn, chị bảo thật, tí nữa chị mang về luôn, đấy, rất chi là ok đấy, chị rất chi là đam mê luôn đấy. Đấy, lát nữa đây xong test xong là tối tối nay kiểu gì là, là là em và chị ngọc cũng phải đi ăn một bữa rồi chị mới về được đấy nhá à, anh em khi mua cả cây như này thì cọc cho em trách nhiệm à, 100.000 nghìn anh em nhé hoặc 200 000 nghìn nhá trách nhiệm giữa người mua người bán để anh em có niềm tin mua bán với nhau anh em nhé đấy cái cây này thì chị ngọc đã chuyển khoản cho em từ hôm qua đấy chị bảo chị chuyển khoản thẳng hết luôn, luôn, luôn từ hôm qua thế sáng nay chị đã bắt xe lên luôn em đã giao xong rồi thì bây giờ sáng nay em đã giao xong thì là bây giờ là đang đưa chị đi test đấy rất chi là ok đúng không anh em đấy anh em xem video thấy hay thì like video và đăng ký kênh nha anh em nhé đấy và ấn vào chuông để cập nhật những cái video mới nhất của bên shop nhá đấy xin báo giá công khai với tất cả anh em luôn cây fx cấu hình tầm cao này đang có giá bán ở bên shop là 4 triệu hai à quên okay. xin lỗi anh em nhé đấy có người đẹp ngồi đây là cứ đọc loạn hết cả lên đấy là 10 triệu 200 trăm nghìn đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi anh em nhé tặng kèm cho anh em một hộp kẹo anh em nhé 10 triệu 200 nghìn đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi anh em nhé anh em nhớ rõ nha Đấy, anh em có nhu cầu cứ điện thoại trực tiếp cho em rồi một video ngắn em xin dừng ở đây hẹn gặp anh em ở những video uh, clip tiếp theo rồi ok cảm ơn anh em